đây thường là khách tới là người ta ăn món gì nhiều? À, mực với lại chẳng dừng, với lại hàu, mua mai đồ đó. Với mực lọ, cái con to to đó. Là ăn nhiều á? Đúng rồi. À, đấy. Với mì nữa. Vì xào ốc móng tay ha? Đúng rồi, ốc móng tay hải sản, ốc giác. Ờ, đấy. À, các bạn ơi, ngày hôm nay thì mình sẽ đi ăn các món hải sản nha. Và một cái điều đặc biệt của các món hải sản hôm nay là mang khẩu vị của Hồng Kông nhé. Ẩm thực đường phố Hồng Kông. Đấy. Ở đây là có rất là nhiều con mực rất là lớn các bạn này. Và một cái quầy ốc rất là hấp dẫn luôn. Địa chỉ chính xác ở đây là số 150A đường Lý Thái Tổ, phường 2, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh nhé. Cái quán này nó nằm ngay ngã ba của đường Lý Thái Tổ luôn. Và đường này là đường Nguyễn Đình Chiểu nhé. Ngã ba của đường Lý Thái Tổ và đường Nguyễn Đình Chiểu. Và quầy ốc ở trong này. Thôi bây giờ mình vào phía trong mình tìm hiểu một chút xíu về giá cả, về các món ăn ở đây nó như thế nào, và kêu một vài phần ăn thử xem có ngon không, có đắt để cho mình thưởng thức không nhá. Cái này mực này là mực thiệt hay mực giả chị? Dạ bên em cái này là mực thật ha. Mực thật 100% dạ. Luôn hả? Thì cô đây chỉ giới thiệu có mực cái được không? Em thấy con mực hấp dẫn quá. Bên em cái này là mực thiệt không? Mực thiệt 100% luôn. Dạ thiệt. Cái này không phải đồ giả nha. Dạ mực này gọi là mực gì chị? Dạ mực khổng lồ anh. Mực bên khổng em lồ. Là mực khổng lồ. Bên em cái này vừa chế biến là nướng sốt Hồng Kông, cái này là bestseller quán em luôn. Vâng. Là bên em bán là 70.000 một lạng. Em bán một phần trên 3 lạng. Một phần trên 3 lạng. Dạ đúng rồi. Đấy. Các bạn ơi, đây là mực thiệt nha. Lúc này mình mới ở bên ngoài mình đi vào, mình tưởng là mực giả các bạn ạ. Con mực to quá trời, một con này khoảng nhiêu ký chị? Dạ, một con vậy đó tầm cỡ 1,5 ký tới 2 ký hơn những chó luôn. Ồ, thường như vậy luôn con, ha. Con lớn này chắc tầm 2 ký mấy đó. 2 ký mấy, dạ, cái này là rồi. mình bán là mình bán theo con này, bán theo lạng. Dạ, em bán theo phần, anh bán theo phần là 70.000 lạng, em bán trên 3 lạng đó. À, tức là 3 lạng, 70.000 một lạng. Tức là một phần ít nhất là 300 gram. Dạ. Các bạn ạ, ở đây mình thấy hấp dẫn rất là mực rồi đó. Hoặc là em có mực ống nè. Có mực ống là mình chưa nè. Cái đó là 270 con. Vâng, ở đây mình có tất cả là bao nhiêu món rồi chị? Dạ, ở bên đây em có cái loại ốc với lại mực. Mực bên em chỉ có một loại là nướng sốt Hồng Kông thôi. Vâng. Là bestseller quán em. Vâng. Dạ rồi. Thì có thể giới thiệu sơ qua một vòng những cái món mình có ở đây cho mọi người được không? Ở đây là... em có hàu. Hàu. Hàu này bên em là nướng phô mai chùm mền hoặc là nướng với lại mỡ hành. Đặc biệt là em có hàu sống hoặc là hàu nướng mọi nữa. Cái này là hàu lớn nha anh, hàu này mập lắm. Cái này là 50.000 một con. Dạ đúng rồi. 50.000 một con. Dạ. Ồ, con bự lắm các bạn ơi, cái này. Rồi. Con hàu to bằng bàn tay mình luôn. Hàu này cực to. Hàu này ngon. 50.000 một con. Dạ. Dạ. Đấy. Hoặc là em có cái loại ốc giống như là ốc tỏi hoặc là sò dương. Sò dương. Dạ. Ốc, cái này ốc móng tay. Cái này là bán làm sao chị? Cái này là 100.000 phần. 100.000 một phần. Dạ, đúng rồi. Hoặc là em có con này, con sam nè. Ồ, sam này bên em nướng với hành với lại mắm ngon. Sam này có trứng không chị? Có, sam này cực kỳ nhiều trứng luôn. Nhiều trứng luôn hả chị ha? Dạ đúng rồi. Sam này to lắm anh, sam này sam to. Vâng. Hoặc là em có ốc tỏi. Con tỏi. Như vậy là 200 một con nè. 200.000 một con. Đúng rồi, ốc tỏi cực nặng. Vâng. Hoặc là em có sò điệp với sò lại bầu ngư nữa. Cái này mình bán làm sao? Cái này là 150 một con. 150 một con. Dương. Ồ, con sò dương nó to quá các bạn ơi. Sò dương này mập lắm. Trời ơi, con này còn con nào con nấy nè. Đúng rồi. Ở đây em thấy của chị là toàn con nào con nấy, nó béo mập không chị nhỉ? Đúng chị rồi, lừa đồ to, đồ lớn không? Đồ lớn không luôn, cực kỳ ngon. Dạ. Ở đây là ốc này là ốc gì? Ốc giác. À. Ốc giác mình bán sao chị? Cái này là em bán là 150 con. Cái này bên em chế biến món đặc sản là bestseller là nướng sốt tiêu đen Hồng Kông, rất là ngon. Ồ, dạ. Rồi trong này còn các món này chị giới thiệu hết cho dạ. mọi người luôn được không? Cái ốc ở trong là em sẽ bán đồng giá là 100.000 phần ha. 100.000 một phần. Em có đó. Ốc hương bên em là đặc biệt là có món sốt bơ Pháp. Bộ đúng rồi, hoặc là em có hương Pháp nữa. Vâng. Cũng là sốt bơ Pháp luôn. Vâng. Và ốc nhung. Ốc nhung à, ốc nhung bên em là nướng mắm Hồng Kông. Vâng, bán sao chị? Ốc nhung là 100.000 phần. Ốc nhung này là ốc nhung xe to nè. Một phần này là mình được mấy con chứ? Dạ tầm cỡ 5 tới 7 con tùy mùa nữa, tại vì có nhiều mùa là không có ốc nên xài hơi nhỏ tí. Vâng, ví dụ dạ. như mùa này đi. Mùa này là cỡ tầm cỡ 6 con. 6 con. Dạ đúng rồi. 6 con ốc nhung. Ốc này to lắm các bạn này, ốc này rất là bự luôn. Dạ. Ốc này bán sao chị? Cái này người ta gọi là ốc gai. Ốc gai dạ. bán sao? Ốc gai này là 100.000 phần. 100.000 một phần. Đấy. Tầm cỡ 3 hoặc là 4 con. Vâng. Con này con ốc gì đây em thấy ốc này dạ, hơi lạ. Cái đó ốc búa anh. Ốc búa. Cái này cũng nướng mắm luôn. Nướng mắm luôn. Dạ, hoặc dạ. là đặc biệt bên em có răng mực sốt bơ Pháp nữa. Ồ, cái này. Đúng rồi, cái này là cái răng của con mực các bạn ạ, là dạ. cái răng của con mực là bự này đưa ra dạ, ha chị ha. Cái này bên em sốt bơ Pháp cực kỳ ngon. Cái này là món best seller quán em luôn. Vâng, là mình bán bao nhiêu một phần? Cái này là em bán một phần là 201 là tầm 300 gram. 300 gram tức là dạ, mình cần rồi. Cái giá nó bằng cái giá của mực tươi. Dạ. Dạ. Cái này nó ngon lắm anh. Vâng. Cái này là sò điệp. Sò điệp. Dạ, sò điệp Nhật. Cái điệp này Nhật. Là sò điệp to lớn. Vâng, cái này mình bán sao? Dạ, cái này là 80.000 một con. 80.000 một con. Con lớn ha. Đúng rồi. Cái này là nướng phô mai chùm mền hoặc là nướng mỡ hành rất là ngon. Vâng.
Nãy giờ mình nghe chị nói rất là nhiều cái từ là chùm mền, chùm mền, muốn biết là chùm mền nó như thế nào không? À, là bên em là có phủ một lớp phô mai, bên em là phô mai miếng luôn, phô mai loại 1 luôn, rất là ngon. Vâng, người gọi là phô mai dạ, chùm mền ha. Dạ, đúng rồi, hoặc là em có bào ngư nữa nè. Vâng. Bào ngư này bên em là chế biến là sốt tiêu đen Hồng Kông. Vâng, cái này là bán sao chị? Dạ, cái này là 150 con. Bào ngư này là bào ngư bên em nhập khẩu, cái này là size lớn đó. Vâng, bào ngư dạ. Con lớn kìa. Đúng ồ, rồi. Này các bạn này, các bạn là khi nào ăn bào ngư bia cá chưa? Đây là con bào ngư nhá. Đấy, đây này, lần đầu tiên mình cũng thấy con bào ngư có khoảng nguyên vỏ như thế này này. Cái vỏ con bào ngư nó như thế này nha các bạn. Đấy. Cái này là đồ sống nên là mình sờ được các bạn, còn đồ chín là mình không dám sờ đâu. Ngoài đấy. Hải sản ra bên em có món bestseller là chẳng dừng nướng hoa hồi nữa. Cái này dạ, giống thịt bò chứ. Cái này là sống lưng heo anh. Sống lưng heo. Một con heo nó chỉ có 1-2 dây này thôi, nó có chừng có dây đó thôi. Mình bán làm bên sao? Bên em bán là 150 một phần 3 lại. À tức là mình ở đây đúng mình rồi. Bán theo lạng hết chị ngon. Ha. Cái này ăn nó gân ngon lắm anh. Dạ. Đây anh thấy là bạch tuộc. Cái này là bạch tuộc. Dạ, bạch tuộc mình bán rồi. Sao? Bạch tuộc là em bán theo con. Bạch tuộc là em bán nguyên con luôn, cũng là 70.000 một lạng. Vâng. Đấy. Rồi, con bự tuộc bự, cái này mình làm món gì chị? Dạ, bên em bạch tuộc với mực là bên em có là nướng sốt Hồng Kông anh ha. Nướng sốt Hồng Kông. Dạ, đúng rồi. Đấy, còn cái món mực này nhìn hấp dẫn quá. Cái đó là mực ống luôn, em nói với anh đó, cái này là 270 một con. À, nó bán nguyên con, cái này không dạ, cần làm mà bán con. Cái này là mực ống câu ngon lắm. Cái này là một con này 270 một con. Mình cắt ra khoảng được mấy dĩa chị? Cái này em cắt ra tầm một phần đó anh. À, một phần ha, một dĩa ha. Một con này khoảng nhiêu lạng chị? Một con này hả, tầm cỡ 6-8 lạng. Là giá là bao nhiêu? 270 cho 6 lạng. Ồ thế là nó tính là nó vẫn mềm hơn cái này. Dạ đúng rồi. Đấy các bạn ạ. Đấy nãy giờ chị á, mà chị thấy gì nãy giờ chị dạ, biết tên Yến anh. Chị Yến, tên dạ. Là chị Yến. Nãy giờ chị giới thiệu sơ qua một phần cho các bạn nha. Còn cái món mực này là mình làm gì chị? Dạ mực bên em là nước sốt Hồng Kông. Nước sốt Hồng bên Hồng em món độc quyền là nước sốt Hồng Kông. Là cái món mực này. Dạ, với là cái này cũng vậy. Nhưng mà khách bên em đa phần sẽ ăn là mực khổng lồ nước sốt Hồng Kông. Vâng, ở đây thì em thấy là cái ẩm thực đường phố Hồng Kông này các bạn là cái tên này. Dạ. Nhưng mà cái tên này, ý tưởng của cái món này là ai, cái khẩu vị này là của ai đem về hay là dạ, của chị chủ em. Chị chủ hả? Chị chủ hôm nay có mặt ở đây hả? Dạ không, chị chủ hôm nay có công việc anh. À đấy. Dạ. Nãy giờ mình tưởng là chị này là chị chủ các bạn là dạ, giới thiệu nhiệt tình như chị chủ luôn, thì ra là nhân viên thôi. Dạ. Mà giới thiệu rất là nhiệt tình. Chắc là chị chủ ngày xưa đi Hồng Kông về ha. Dạ. Rất là tuyệt vời. Ở đây là thường thường là khách tới là người ta ăn món gì là nhiều nhất rồi chị? Dạ, bên khách thường sẽ ăn là mực khổng lồ. Mực khổng lồ. Chẳng dừng nướng hoa hồi với lại có bào ngư sốt tiêu đen Hồng Kông. Vâng. Hoặc là sò điệp phô mai chùm mền với lại nướng hoa hành nãy em báo anh đó. Với lại em có ốc giác sốt tiêu đen rất là ngon. Vâng. Ai mà ăn cay được ăn mấy món này cực kỳ tốt luôn. Tuyệt vời ha. Cực kỳ tuyệt vời luôn. Cái khẩu vị ở đây nó như thế nào vậy chị? Em dạ, chưa ăn đây lần nào. Dạ. Bên em là đa phần khẩu vị bên em là sẽ làm cay nhiều. À. Khách mà biết ăn cay là rất là ok. Ờ, đấy các bạn, tức là khẩu vị của Hồng Kông thì nó sẽ thiên về cay hơi nhiều, cho nên là nếu mà bạn nào ăn cay được đó, thì có thể chọn quán này nha. Còn bạn nào không ăn cay không được thì hơi tiếc chút xíu chứ. Mấy món ốc là bên em có chế biến là sốt bơ Pháp nè, hoặc là sốt mắm Hồng Kông với lại sốt tỏi cay nữa. Dạ. Là chị chủ đó là đầu bếp hay là sao? Hay là công thức của chị chủ đem về? À, dạ, đa phần sẽ là công thức của chị chủ. À, ngày xưa dạ. Chị chủ đi nhiều nước lắm à? Dạ. Chị chủ ngày xưa đi nhiều nước lắm hả? Không, tại vì chủ em có nhiều công thức độc quyền riêng nên quán em mới có nhiều cái loại ốc độc quyền. À, chị chủ người Việt hay là người dạ, Hoa? Dạ, chị chủ người Việt. Ồ. Chính gốc Việt luôn. Dạ, quá. Dạ. Cái này mực là mình ngày nào mình bán hết ngày đó hay là sao? Dạ, đúng rồi anh. Bên em là nhập số lượng tầm bao nhiêu con là ngày nào cũng hết, bao nhiêu con vậy đó. Đầu ngày bán hết bao nhiêu luôn hả? Đúng rồi. Dạ. Mực này rất là ngon. Vâng. Con sam này, một con nào này, mình em quên mất dạ, 150 một con. 150 một con sam dạ, thế đúng này. Đúng rồi, sam này sam trứng. Sam này cực kỳ mập nhiều trứng luôn. Hình như là em thấy em cầm mà em thấy có vẻ ấm ấm ở dưới, hình như là mình dạ, buộc chiến hả chị? Dạ. Em phải chế biến sơ lại nữa. Vâng. Dạ. Đấy các bạn. Cái này là bestseller. Bestseller tức là cái menu ha. Dạ, cái bên em mấy cái món seller là mấy món bán chạy bên em. À, bestseller là bán chạy. Khổ quá các bạn là mình tiếng Anh nó hơi kém. Đây các bạn này, các bạn tham khảo qua một vòng cái bestseller của chị nha. Đấy. Ở đây thì mình thấy không có giá cụ thể cho nên là các bạn có mua thì các bạn vào các bạn hỏi giá nha. Cái này thì khi mà các bạn tới order thì sẽ có chị Yến chỉ ra chị order trực tiếp luôn, hỏi giá trực tiếp luôn. Dạ yeah. Tại vì bên em ốc thì em báo giá theo loại thời giá nên em không có lên menu sẵn cho khách được. Tại vâng. Vì em cũng là qua đây là em sẽ tư vấn cho khách hàng. Vâng. Dạ. Tư vấn quá nhiệt tình luôn. Chị cho em một phần này đi, nhưng mà một phần 3 lạng đúng không chị? Ừ đúng rồi ạ. Một phần là tối thiểu là 3 lạng. Dạ. Vâng, chị cho em một phần này. Ok.
Rồi là cái món gì quán mình mà khách hay ăn ở chị? Có chẳng dừng đúng không? Hồi nè, răng mực sốt bơ. Mực thì cái này biết cái này là một rồi ha. Răng mực nó sẽ dai dai ngon lắm anh. Vâng. Dạ. Cho em một cái thôi, một cái phần này đi. Ok. Em có chẳng dừng đúng không? Hồi cái đó là sống lưng heo ngon. Vâng. Cái đó ăn nó gừng gừng ngon. Và cho một phần hoặc là chẳng dừng nữa, dạ. Hai phần đi. Rồi ok. Vâng, ăn được hai phần đi nhá. Chị cho em một con này nướng trứng nướng luôn đi, cái này là mình nướng có nướng mỡ hành hoặc là nướng mắm anh. Chị nướng gì ngon chị? Dạ nướng mỡ hành ngon. Nướng mỡ hành ha. Đúng rồi. Như vậy cho em 3 phần. Đấy. Như vậy là ngày hôm nay mình kêu 3 phần các bạn ạ, 3 phần cho thầy. Khu bên này là khu chế biến này. Bây giờ thì mình bắt đầu khách bắt đầu vào rồi. Các bạn sang bên này là tham khảo khu chế biến nha. Đang chuẩn bị làm món gì đấy chị? Làm hương bơ tỏi ạ. Ốc hương bơ tỏi ha. Dạ. Chị là đầu bếp ở đây ha. Dạ đúng rồi. Chị tên gì vậy chị? Tên Thảo ạ. Đây là chị Thảo đầu bếp nha các bạn. Đấy, chị đang chuẩn bị làm món ốc hương bơ tỏi. Dấp được ạ. Chơi luôn ạ. Chơi luôn ạ. Rất là nhiều mỡ ha. Dạ. Rất là nhiều mỡ và rất là nhiều tỏi. Bên này là món gì đó chị? Nghêu ốp xả. Nghêu ốp xả. Dạ. Cái món này là phần này là bao nhiêu chị? Dạ 100.000 ạ. 100.000. Các bạn đang tham khảo một phần là 100.000 nhé. 100.000 là một cái tô ở đây thì thấy là quán người ta sử dụng bằng cái tô bằng sứ á, bằng sứ các bạn thì rất là an toàn đấy. Ồ, có rất là nhiều đồ ăn phía trên. Dạ. Cái này là em cảm giác là ăn tỏi với mỡ là no luôn rồi. Hay là chỉ lấy cái hương thôi vớt ra? Cái này ạ? Dạ. Đây là tất cả là gia vị luôn đấy, không lấy hương gì hết. Đầy luôn à? Đúng rồi, đầy luôn ạ. Đấy các bạn là mình thấy là cái phần ốc này chỉ cần ăn tỏi với mỡ thôi là có vẻ là no dạ. Luôn rồi. Rất là nhiều tỏi với mỡ. Phần này là nhiêu chị? 100.000 ạ. 100.000. Các bạn đang quan sát một phần ốc hương 100.000 nha. Trước mắt là mình thấy có rất là nhiều mỡ và tỏi. Ồ, thơm quá. Ốc hương ở đây to chị nhỉ? Dạ. Ốc đây là tôi mua toàn loại một hết. Toàn loại một ha? Dạ. Ăn con nào đả con đó đúng không chị? Chị có thể làm được bao nhiêu món ở trong bếp của mình hay làm được tất cả luôn? Dạ, hết tất cả luôn. Ồ, hết tất cả luôn à? Dạ. Đấy, cái nước này nước gì vậy chị? Nước sốt ạ. Ồ, hồi nãy em vừa... Tỏi. Hồi này á các bạn, mình vừa thấy chỉ cho ớt vô, bây giờ nước sốt này còn đỏ quạch, có biết có ớt trắng không? Có ớt không chị? Có. Mình có cảm giác là nó rất là cay đấy các bạn ơi. Dạ đúng rồi. Một phần 100.000. Tính ra cũng không có nhiều, không có ít gì nhỉ? Dạ. Vừa ha, dạ. Để ốc bự mà ốc lớn mà. Vâng. Thơm này, món này thơm quá. Dạ. Nó thơm mùi bơ với tỏi. Đúng rồi, bơ này bơ Pháp không? Đây bên này xào bơ Pháp, không xào bơ Từng An. Bơ Pháp luôn à? Chuyên xào bơ Pháp. Dạ. Các bạn có một cái hộp bơ riêng các bạn kìa. Ăn mấy cái này là mình thấy là có rau răm ăn kèm. Đây là điểm 100.000 nhá. Đó, đó một phần đó. Đấy, phần rất là ngon. Điểm 100.000 các bạn có thể tham khảo nhá. Mình thấy nó cũng rất là ngon các bạn ạ. Dạ. Quán mình là mấy giờ là mình bắt đầu bán hả chị? Dạ, tầm có 4 giờ rưỡi. 4 giờ rưỡi là mình bán. Mình bán đến mấy giờ? Dạ tầm 12 giờ. 12 giờ. Cái này là mình có bán trên app hay là bán mang không, về? Không, bên em chỉ bán trực tiếp. Ăn trực tiếp nó sẽ ngon hơn. Vâng. Còn giao hàng về nhà thì có một số vấn đề như là nó nguội rồi này nọ, nhiều vấn đề xảy ra lắm. Nên năm ra em cũng không có hạn chế giao hàng cho khách nữa. Vâng. Nhưng mà nếu mà khách có thời gian thì khách tới quầy ăn sẽ ngon hơn, tới quán ăn ngon hơn. Vâng. Đấy. Vâng. Đấy, các bạn muốn ăn thì các bạn phải tới tận nơi nha, chứ quán không có hạn chế giao hàng. Trừ khi là khách quen lắm thôi, chứ còn là bình thường thì các bạn, nhưng mà mình nghĩ là mấy món này thì ăn nóng nó sẽ ngon hơn, cho nên là ưu tiên các bạn tới đây ăn cho nó ngon nhé. Đây là một đĩa mực xào mì xào hải sản, giá 150. Mình thấy khá là nhiều các bạn ạ. Đây là một đĩa 150 nha, các bạn có thể tham khảo nha. Mình thấy cái đĩa này nó khá là lớn và khá là nhiều đấy. Cái này mấy gói mì mà nhiều chứ anh? Hai giắt mì. Ồ, một cái đĩa rất là lớn này. Đĩa này có giá là 150 nha. Còn miếng sắp rớt này anh ơi. Cái này là
này mình làm món gì đó chị? Đây là răng sốt bơ Pháp. Răng mực sốt bơ Pháp. Đúng rồi. Phần này là bao nhiêu chị? Một phần 201. 201, các bạn đang tham khảo một phần 201 nha. Cái răng này ăn nó giòn giòn thật, ăn đà lắm đúng không chị? Yeah. Có cái nước sốt đó là nước sốt gì chị? Nước sốt Hồng Kông à? Nước sốt Hồng Kông. À, cái đặc biệt là của quán mình là cái nước sốt đó ha. Dạ. Hình như là cái răng mực này mình làm chín một lần rồi phải không chị? Dạ. Thơm mùi bơ lắm các bạn ạ. Đến đây mình thấy là cái mùi bơ rất là thơm. Cái phần này là 201. 201. Có thêm cái gì không chị hay là chị bày thôi? Dạ, cũng chị bày thôi. Dạ. Ăn với đầu răm ha. Dạ. Dạ. Ăn kèm với gỏi xoài hết rồi. Vâng. Ồ, nó thơm mùi bơ quá, nó dày mùi bơ quá. Đấy, đây là một phần 201 nha, các bạn tham khảo nha. Phần răng mực xào bơ tỏi Pháp. Món này là món gì chị? Ốc bu hấp xả. Phần này là bao nhiêu chị? 100 ngàn. 45 ngàn. 100 ngàn. 100 ngàn. Mình nghe lộn các bạn ơi, 100 ngàn. Ở đây phần rẻ nhất là 100 ngàn các bạn ạ. Còn bên này là ốc hương răng muối, ốc bu hấp xả, ốc hương răng muối đều là 100 ngàn cả đúng không chị? Đúng rồi. Ốc bu đây to chị nhỉ? Đúng rồi. Đây là hai phần ốc bu hấp xả và ốc hương răng muối các bạn tham khảo nhá. Một phần mình làm 100 ngàn nhá. Mực nướng à? Cái này là mực lọ nướng à? Mực lọ nướng? Dạ, món này là mực khổng lồ, cái mực đang treo trên đó. Ồ, đứng đây có vẻ hơi ấm nóng đó nha. Nóng lắm. À, mùa đông không lạnh mà đứng đây là vô tư rồi ha. Đúng rồi. Cái sốt đó là sốt gì anh nhận thấy anh cái sốt không? Cái này là dầu điều quét lên điện cho nó dính bụi đồ. À, cái này dầu điều mình quét vô rồi lát nữa mình đem vô trong á. Mình quét cái nước sốt Hồng Kông lên nữa. Tức là mình quét một lớp dầu lên trước đó, mình quét sốt sau. Đúng rồi. À, rồi các bạn ơi, như vậy đây là mình hôm nay thì mình gọi ra 3 món, nhưng mà bây giờ thì quán ra được 2 món rồi. Nó dùng đợi hơi lâu. Đây là cái món mực nướng Hồng Kông, mực khổng lồ nướng Hồng Kông. Được cái miếng mực rất là to, nhìn rất là đạt con mắt. Và mình thấy có rất là nhiều ớt cay phía trên. Một cái điều như thế này có giá là 210 ngàn nhé. Đấy, giá cũng tương đối đấy các bạn ạ. Nhưng mà nhìn có vẻ rất là chất lượng. Còn bên này thì mình gọi một con sam. Một con sam nướng mỡ hành. Một con sam như vậy thì có giá là 150. Con sam này thì có rất là nhiều trứng các bạn ạ. Nhiều trứng bên trong. Ở bên dưới thì cho rất là nhiều rau răm. Thì như ở đây thì mình thấy là hai món đều cho rất là nhiều rau răm. Bên cạnh đó thì quán thì có khuyến mại trong một cái đĩa này các bạn. Cứ một lần các bạn tới là quán khuyến mại một cái đĩa này. Là cái này là gỏi xoài bắp rau răm và một chén muối ớt đỏ. Nghe nói là độc quyền của quán. Hai phần này không là mất 350 rồi nha các bạn, 360 rồi. Thường thường là đúng là đi ăn hải sản muốn ăn đồ ngon thì thường nó cái giá nó chỉ hơi cao một chút. Còn không em? Đúng của anh không? Rồi các bạn ơi nha. Ăn thử nước mực trước này. Cái này là mực nướng sốt Hồng Kông. Không biết là mình nghe cái tên có lộn không. Rồi các bạn ơi, miếng mực này rất là lớn. Thơm mùi sốt nước mắm. Đúng ăn con mực nó dày, nó lớn, ăn đào quá. Ăn con mực là biết còn rất là tươi các bạn ạ. Rất là giòn. Nước mực rất là dày. Nướng chín tới ăn rất là giòn. Ăn cái mực là biết mực còn tươi nha. Vâng. Đây là món thứ ba. Món này là bao nhiêu vậy anh? Dạ, món này là 150. Đây là một gì 150 các bạn. Nhìn cũng khá là đầy đặn. Đấy. Để mình tiếp tục review cái phần mực này. Đấy các bạn này. Cái mực này các bạn, cái nước sốt á, hồi nãy là mình tưởng nó cay nhưng mà thực ra nó không có quá cay đâu nha các bạn. Nó cay vừa phải thôi. Nó nhìn nó đỏ như thế này này. Đây là cái rô mực này. Đồ nó lớn quá. Nó đỏ như vậy thôi nhưng mà nó cay, nó không quá cay đâu. Cái khẩu vị của nó thì nó mặn mặn ngọt ngọt. Cay cay. Ăn là phải nó hơi thô một chút xíu nhưng mà ăn một miếng to như vậy ăn nó mới đạt miệng các bạn ạ.
cô đào á bạn ơi. Ăn miếng nào là sướng miếng đó. Đây, đây là phần thứ hai nè các bạn. Đây là phần chẳng chừng của heo nha. Ôi dồi ôi, nướng thơm quá. Đây. Bắt đầu thấm cay rồi các bạn ơi. Dai giòn ngon, hơi cay cay. Ăn rất là đã. Một cái đĩa này 150 mình thấy nó tương đối nhiều đó các bạn ạ. Được ướp rất là vừa ăn luôn, nướng mềm lên. Cái vị có cái hậu hơi ngọt. Ăn nó rất là cũng hơi cay cay các bạn. Ồ. Cái cay mà nó ngon. Ở đây còn rất là nhiều món nè. Nhưng mà hôm nay thì mình chỉ có 3 món thôi. Nè. Chẳng chừng heo này. Một con heo này chỉ có ít rất ít chẳng chừng. Đây là cái phần thứ ba này các bạn này. Đây là cái con sam, sam trứng. Mình thấy là nướng cái sam trứng thì có nướng mắm mà nướng mỡ hành, mình chưa nướng mỡ hành. Mình thấy có rất là nhiều mỡ hành và đậu phộng ở phía trên. Còn bên dưới này là trứng sam. Đấy, các bạn thấy trứng sam chưa? Ăn sam này mát lắm nha các bạn. Trứng sam ăn nó ngọt các bạn ạ. Ăn nó ngọt, nó bùi bùi. Bùi bùi béo béo, ngọt ngọt. Xúc cả đậu phộng, cả trứng sam vô luôn, cả mỡ hành vô luôn. Nhưng mà một người ăn một con sam này mà có này là vừa đó các bạn này. Một con sam này thì có giá là 150 nha. Đứng nhiều lắm các bạn nha. Con sam này các bạn chỉ có tách lên nha. Đứng ở phía trong rất là nhiều. Ở đây thì mình thấy có cho với cái muối ớt này nè. Cái muối ớt này mình có vẻ nghe nói là độc quyền của quán. Mình thử một cái xem. Thực sự thì bản chất là mấy cái món này là nó là vừa ăn rồi. Nhưng mà mình thử chấm cái muối ớt xem. Là cay sẽ còn cay thêm. Ồ. Cay. Mặn mặn ngọt cay cay. Ăn rất là đã các bạn. Mình ăn đó các bạn, mình thấy con mực nó giòn lắm các bạn ạ. Mực tươi á, mà cái độ dày của con mực này. Mình thấy nướng xong hình như nó không bị hao hụt là bao nhiêu các bạn ơi. Nếu bạn giữ cái độ dày của nó. Ăn giòn giòn rất là đã luôn. Mà cái nước này hơi cay nè. Ăn vừa hít hà. Hơi ngon, đúng là lúc này như giống như chị ấy nói. Nếu mà bạn nào không ăn được cay thì rất là đáng tiếc. Thử mấy món này hơi tiếc. Nhưng mà ăn được, nếu mà ăn được cay nó đã lắm các bạn ạ. Không, nhưng thực ra không có quá cay đâu nha, cay vừa thôi. Cái phần chả dừng này các bạn mình thấy khá là nhiều, được nướng vừa tới được ướp rất là vừa ăn này, cũng có vị hơi cay nhẹ, rất là mềm, mềm và ngọt. Thử chấm cái muối ớt lại xem sao. Ồ, miếng này bị cháy miếng phía trên rồi. Anh thấy hải sản đây sao? Tuyệt vời. Tuyệt vời à? Số 1. Số 1 á. Anh ở từng ăn ở những nơi nào khác chưa? Mình ăn cũng ở một vài nơi rồi nhưng mà mình thấy thảo mực là số 1. Số 1 hả? Có được quán mời cái gì không mà sao bia dữ? Không thật, mình rất thật với bạn ấy, rất thật với đấy. Là mình cũng nghe người này người kia thôi. Là bảo ở trên Lý Thái Tổ có quán bán bạch, mấy con bạch tuộc nó to lắm. À. Tò mò. Tiếp bia thôi nha. Lên xem. À. Ai nhỉ, nó to thật. Ăn ngon rồi. Ăn ngon đã. Ngon hơn nhiều nơi. Tuyệt vời. Ngon hơn nhiều nơi. Có rất nhiều chỗ bán nhưng mà mình thấy ở đây ấy, nó có đặc biệt này. Có cái gỏi này. À cái này, cái bì gỏi này cho thêm không anh? Đấy. Có cái gỏi với này cái nước chấm. Ngon hay không ấy, là cái nước chấm này. À. Cho dù anh có nướng nào nữa nhưng mà quan trọng nhất là cái nước chấm. À. Tuyệt vời. Tuyệt vời ạ. Ở đây là cái giá cả là hai hôm nay anh gọi hai phần gì đây? Một phần là bạch tuộc khổng lồ. Vâng, phần và một phần là chẳng dừng. Chẳng
rừng. Giá là... Giá cả thì mình thấy ở đây nếu mà với mức bình quân thì là rất là hợp lý. Hợp lý. Không mắc cũng không rẻ, gọi là vừa. Vừa. Rất là hợp lý. Hợp lý à. Mọi người cố gắng ủng hộ nha. À, trời ơi, có được quán mời cái gì không mà giữ, có được quán mời bia không ấy. Rồi, cảm ơn hai nha, chúc hai anh ngon miệng nhá. Dạ. Em có hai ăn ốc ở đây không? Hải sản ở đây không? Dạ có. Em thấy hải sản đây nó sao? Dạ ngon, với cay. Ở đây cay hả? Ở đây đa số là làm khẩu vị là cay á. À. Thấy ngon nhưng mà hơi cay á. Ngon mà hơi cay ha. Ăn được không? Nhưng mà cái đồ cay có chấp nhận ăn được không? Dạ được. Anh tên gì vậy? À, em tên Thành. Anh Thành. Dạ. Anh chị tên gì? Chị tên Thảo ạ. Em tên Thảo ạ. Thành Thảo ha. Dạ. Anh chị có hay ăn hải sản đây không? À, lần đầu ạ. Lần đầu hả? Ồ, lần đầu. Chị ăn lần đầu luôn đó chị. Dạ, đúng rồi. Anh chị thấy khẩu vị hải sản đây sao? Đây là nhất là hải sản là nó tươi. Nó tươi. Mình ăn vô là mình biết là nó tươi liền. Nhất là nó đáng cái đồng tiền mình bỏ ra. Vâng. Khẩu vị là ngon. Nếu mà đây là đi ăn thử thôi. Còn nếu mà đi với bạn nhậu vô đây nhậu rất là hợp. À, nếu mà các bạn bè vô đây nhậu nhẹ lời rất là hợp luôn này gì nên nó làm cay. Ừ. À, rất là ngon. Cay ha. Cay, là cay. Rất là ngon. Chị gái ăn được không chị? Chị thấy cay vậy ăn được không? Dạ được. Ăn được ha. Dạ. Còn vị tươi cay ha. Cay nhưng mà ăn ngon. Thế là mực nó tươi, mực kia là bạch tuộc nó tươi. Ở đây thì anh chị thấy cái giá cả là sao? Ví dụ như là một cái phần này hôm nay chị gọi hai cái phần gì đây? Đây là mực nướng như bạch tuộc nướng. Hình như là hai phần này cũng phải hơn 500 ngàn á. Hơn 500 ngàn. Thế cái giá cả là sao? Nếu mà nó cũng là nó cũng hơi mắc nhưng mà nó đáng với cái chất lượng nó đáng thôi. Nó đáng đồng tiền. Nó đồng tiền, nó là tiền nào của đó mà. À, hơi mắc. Mà chị thấy sao chị? Dạ em cũng vậy. Thấy vậy à, hơi mắc nhưng mà đáng đồng tiền ha. Rồi, cảm ơn anh chị nha, chúc anh chị ngon miệng nha. Rồi, cảm ơn anh. À, rồi nha các bạn. Nói chung là mình đã thử xong hải sản đây. À, một cái điều đầu tiên chị nhận thấy hải sản đây là con hải sản rất là lớn và ăn rất là đảm miệng, hải sản rất là tươi. Mình ăn mực cũng thấy rất là giòn, ăn chẳng dừng cũng rất là thấm vừa ăn rất là ngon, con sang cũng ăn rất là ngon. Ở đây còn rất là nhiều món nhưng mà mình thử qua 3 món mình thấy hải sản này rất là tươi và khẩu vị rất là vừa ăn các bạn ạ. À. Con nào con ấy rất là lớn, ăn nó rất là đạm miệng luôn. Về cái khẩu vị thì khẩu vị mà ngọt ngọt cũng ăn rất là vừa ăn và có vẻ là hơi cay nha. Nếu mà bạn nào không ăn được cay thì hơi tiếc đấy, nhưng mà bạn nào ăn được cay thì đây đúng là những cái món rất là lý tưởng. Nhưng mà mình thấy nó cay nó cũng không có quá cay đâu, cay vừa thôi, ăn vừa ăn với thịt hàng cũng rất là đã. À, về cái phần giá bán thì phần rẻ nhất là 100 ngàn. Còn phần mắc nhất thì không có phần mắc nhất. Riêng phần giá bán thì các bạn có thể cho nhận xét thêm nha. Còn riêng phần địa chỉ thì mình đã có giới thiệu ở phần đầu video rồi. Mình sẽ ghi thêm cái địa chỉ vào trong phần mô tả video á. Nếu các bạn nào mà xem không nhớ thì có thể vào đó xem thêm nhé. Mình nghĩ đây là một cái điểm bán hải sản khá là ngon đó các bạn ạ. Cái lượng khách vào rất là đông. Như lúc này mình có quay cái lượng khách vào rất là đông. Cái số lượng khách ăn đông như vậy thì chứng tỏ nó phải ngon rồi. Nếu một lần nào đó đi ngang qua khu vực này thì các bạn có thể ghé vào ăn một lần xem nó như thế nào nhé. Còn những bạn nào đã từng thử ở đây rồi thì cũng có thể cho mình một cái đánh giá để cho mọi người cùng biết luôn là hải sản nó như thế nào nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này nhé. Nhớ like video và đăng ký kênh để đón xem những video mới từ kênh Đi Đâu Ăn Gì nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nhé.